Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy thanh nhiệt MTV3 Bluetooth cầm tay này bên mình để kết nối với cái phần mềm sổ bán hàng để in cái hóa đơn bán hàng nha. Ok, thì khi mà các bạn mua cái máy MTV3 này bên mình á, thì sẽ đi kèm một máy in nè, một cục sạc nè, sách hướng dẫn nè, đĩa cài driver cho máy tính nè, laptop nè, hoặc là một cuộn giấy và một cọng cáp sạc nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ và hướng dẫn các bạn lắp giấy và kết nối cái máy in này với cái phần mềm sổ bán hàng để in cái hóa đơn bán hàng nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth nha các bạn, không có sử dụng mực, các bạn chỉ cần sạc đầy pin và các bạn in thôi nha. Thì đây là máy in cầm tay khổ giấy là 80 mm hoặc là 80 cm đó các bạn. Thì khi mà các bạn mua máy á, thì các bạn sẽ được một cái máy in nè, một cái củ sạc nè, một cái đĩa driver để cài máy tính và một cái cuộn giấy và một cái cọng cáp sạc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Khi mà các bạn mua máy về á, các bạn mở cái cục pin sâu ra nè. Rồi các bạn tháo cái miếng dán ở sâu ra nha. Thì miếng dán này bên mình sẽ dán để cách điện khi mà trong cái quá trình vận chuyển nó được an toàn nha. Rồi chỗ này á, thì cái cổng sạc nha các bạn. Đây cổng tai si nha các bạn. Các bạn mở ra các bạn sạc nha, hoặc là kết nối với cái máy tính hoặc là laptop á. Còn gắn giấy vào á, thì các bạn lấy hai ngón tay cái và ngón tay trỏ nè, các bạn bật cái chỗ này lên và ngón cái bàn tay kia các bạn chịu lại, các bạn bật lên là sẽ lên nha. Giấy á, thì các bạn bỏ theo cái chiều này nha các bạn. Cái tờ giấy á, thì nó hướng vào người của mình và mình để giấy nó lồi ra một một chút xíu để nó in ra được nha các bạn. Thì đây là khổ giấy K80. Thì cái khổ giấy này hiện tại là cái khổ giấy in hóa đơn bán hàng nó bự nhất thời điểm hiện tại nha các bạn. Đó. Thì bây giờ các bạn mở cái máy in lên nè, các bạn bấm nút nguồn nè để các bạn mở lên nè. Rồi cái nút bên này á là cái nút xả giấy nha các bạn. Đó, các bạn bấm một cái là giấy nó sẽ xả ra. Khi mà các bạn in á, cái chữ nó còn nằm ở dưới á, thì các bạn bấm nút này để các bạn xả ra để cho nó không bị mất chữ nha. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã lắp giấy vào rồi á, thì bây giờ mình sẽ tháo cái cục pin đằng sau ra nè. Ở bên trong cái cục pin này mình có dán miếng giấy cách điện để vận chuyển nó được an toàn á, các bạn tháo cái miếng dán này ra để sử dụng nha. Các bạn không tháo ra thì không sử dụng được nha. Rồi, ở đây là cái cổng sạc nha các bạn. Xài hết pin đó thì các bạn sạc lại nha. Cổng sạc là cổng tai si nha. Rồi, ok. Bây giờ mình bấm mở nguồn lên. Bây giờ mình sẽ kết nối Bluetooth với cái phần mềm sổ bán hàng nha. Bây giờ mình mở cái phần mềm sổ bán hàng lên nè. Rồi bây giờ mình mở phần mềm sổ bán hàng lên ở góc bên trái nè, cái dấu tròn nè các bạn. Các bạn click vào nè, các bạn vào cài đặt cửa hàng nè. Rồi bây giờ các bạn kéo xuống dưới nè, chỗ cài đặt máy in nè. Rồi mình xóa cái cũ đi ha. Rồi mình sẽ kết nối lại cho các bạn xem nha. Kết nối ngay nè, Bluetooth nha. Thì cái máy sổ bán hàng này á, nó có thể in được cái máy in Bluetooth hoặc là cái máy in mạng LAN, máy in Wi-Fi luôn nha. Thì máy in mạng LAN hoặc là máy in Wi-Fi bên mình đều có bán nha các bạn. Rồi ok, kết nối tiếp tục. Tiếp tục. Rồi, các bạn tìm không thấy rồi, các bạn nhấn vào chỗ tìm lại máy in nè, nó sẽ ra nha. MTV3 nha các bạn. Tiếp tục. Ở đây các bạn chức năng in nè, in hóa đơn hoặc là in bếp, in báo cáo như thế nào thì các bạn check vô nha. Ở đây mình làm demo mình in cho các bạn xem thôi nha. Ở đây các bạn chọn khổ 80 nha. Đây mình quên là mình chọn khổ 80 nha, tại vì cái máy này là cái máy khổ 80 mm nha. Các bạn chờ xíu nha, cái phần mềm này nó hơi chậm. Rồi xong nha, đã kết nối. Ok, bây giờ mình sẽ ra hoặc lấy cái đơn mình in thử cho các bạn xem nha. Xem thử cái máy in này nó in trên phần mềm sổ bán hàng nó có đậm và nét, có rõ ràng hay không nha, có đẹp hay không nha. Ok, mình lấy đại một cái đơn nha, cái đơn nhiều nhiều. Đây các bạn ha, in lại tờ nữa nè. In đơn khác nha. Máy in cũng khá là nhanh nha các bạn.
chữ đậm rõ và nét nha, chữ to rõ nha, tại vì khổ 80 nên nó rất là to và rõ nha. Tinh cái nữa nè. Đây ok, bây giờ mình sẽ zoom lên để cận máy quay cho các bạn xem nè. Đó. Màn hình khá là rõ và đậm nét nha. Chữ khá là rõ và to nha. Rồi ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phòng miêu tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.